Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ năm ngày 21 tháng 12 của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết đặt ra các nhiệm vụ giải pháp bao gồm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho nông dân, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận những vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, gắn với chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức hội nông dân các cấp theo hướng sát cơ sở, thiết thực hiệu quả, phù hợp với quá trình phát triển, kịp thời tháo gỡ vướng mắc bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của hội, đa dạng hóa phương thức, mô hình tập hợp, đoàn kết nông dân gắn với nguyện vọng, nhu cầu nghề nghiệp, địa bàn dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu về nông dân, hội viên, tổ chức hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của hội, xây dựng đội ngũ công tác tự kiểm tra, giám sát của các cấp hội, phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra hội các cấp. Nghị quyết cũng yêu cầu quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cho nhóm nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Nông dân xuất sắc có đủ năng lực điều kiện để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, là hạt nhân thúc đẩy quá trình tri thức hóa nông dân, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, hỗ trợ vốn cho nông dân, mở rộng mô hình hội nông dân tín chấp, cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Chính quyền các cấp tăng cường quản lý, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước, đồng thời vận động nguồn lực xã hội cho quỹ hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình điểm trong phát triển nông nghiệp ở nông thôn. Tối qua, lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 3 đã được tổ chức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự lễ trao giải. Đây là tâm điểm của tuần lễ khoa học VinFuture, chuỗi sự kiện mang tầm cỡ quốc tế hội tụ nhiều tên tuổi kiệt xuất trong lĩnh vực khoa học công nghệ của thế giới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao giải chính trị giá 3 triệu đô la Mỹ cho 4 nhà khoa học với phát minh đột phá, kiến tạo nền tảng bền vững cho năng lượng xanh thông qua việc sản xuất bằng pin mặt trời và lưu trữ bằng pin lithium ion. Các giải thưởng còn lại được trao cho các nhà khoa học có công trình nghiên cứu về cơ chế gây suy giảm tầng ozone, nghiên cứu về nền tảng trị bệnh tiểu đường, béo phì. Đặc biệt, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân là người Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng. Ông cùng các nhà khoa học đã có công trình phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh, góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng mỗi công trình được trao giải lần này sẽ là niềm kỳ vọng lớn lao cho cuộc sống tốt đẹp của hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ người trên hành tinh. Chủ tịch nước nêu rõ, thế giới đang thay đổi nhanh chóng với nhiều nguy cơ, thách thức đe dọa loài người, đòi hỏi con người phải vượt qua những rào cản, giới hạn, định kiến để cùng hợp tác với tầm nhìn rộng mở, tìm kiếm giải pháp hữu ích mang tính toàn cầu cho hành trình phát triển mới, bền vững và nhân văn. Và theo Chủ tịch nước, thì sứ mệnh quan trọng này lại tiếp tục đặt lên vai của những nhà khoa học mang trong mình tri thức và tình yêu nhân loại. Khoa học mở ra con đường của sự đoàn kết, tự do và vẻ đẹp trên thế giới. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây trong sự trân trọng, mến mộ, đoàn kết, thân ái, chan hòa tình yêu khoa học và tình yêu nhân loại. Và điều đó thật là đẹp đẽ. Tôi tin tưởng rằng trên hành trình phát triển, tham gia có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế, tiếp thu và kế thừa những thành quả của tri thức và khoa học tiến bộ, chúng tôi luôn có sự đồng hành, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên khắp thế giới. Những giải pháp khoa học hữu ích luôn là những tham khảo tốt cho Việt Nam. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ sẽ có đóng góp nhiều hơn cho khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng một lần nữa khẳng định người Việt Nam luôn kính trọng người tài, yêu quý tri thức và trân trọng nỗ lực của những doanh nhân có tình yêu tổ quốc, có tầm nhìn ra thế giới và có trách nhiệm xã hội. Chủ tịch nước cũng hoan nghênh tâm huyết của những nhà sáng lập giải thưởng với tầm nhìn mang tính toàn cầu, cách tiếp cận chung sức toàn cầu, cổ vũ,
tôn vinh những nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải sinh năm 1963, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ. Ông Đỗ Thắng Hải bị bắt trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức có liên quan. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, và sáng nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm K3, một trong những đơn vị tình báo hành động chủ công của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ ấn tượng với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, chính xác của các trinh sát đặc nhiệm, cho thấy bản lĩnh và kỷ luật huấn luyện của những người lính trinh sát đặc nhiệm tình báo quốc phòng. Chủ tịch nước đánh giá cao ý chí quyết tâm, bền bỉ phấn đấu, rèn luyện của mỗi người lính, cũng như chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn. Khẳng định qua hơn 27 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị luôn là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, kiên trung, là một trong những đơn vị hành động chủ công trong đội hình chiến đấu của tình báo quốc phòng. Xứng đáng là đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Qua đó góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Đảng, chế độ, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tình báo quốc phòng vững mạnh, xây đắp nên truyền thống trung thành, tin cậy, thiện chiến, quyết thắng. Chủ tịch nước đề nghị lữ đoàn quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần và hậu phương quân đội để các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và cống hiến, nhất là đối với những nữ chiến sĩ, những người đã phải vất vả, hy sinh và nỗ lực nhiều hơn so với những đồng đội nam của mình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của tình báo quốc phòng, lấy xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bộ đội có trình độ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ thực sự tinh nhuệ, thiện chiến, có kỹ năng hành động giỏi, khả năng tác chiến độc lập và sức mạnh chiến đấu cao. Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lữ đoàn sẽ tiếp tục góp phần cùng với toàn ngành tình báo quốc phòng phục vụ đắc lực, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, đề nghị ngành ngoại giao tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chỉ thị 15 của Ban Bí thư và các chỉ đạo của Tổng Bí thư. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương đánh giá cao các thành tích ngành ngoại giao đã đạt được từ Đại hội 13 của Đảng đến nay và nhấn mạnh 6 kết quả nổi bật trong ngoại giao kinh tế, đó là đã tiếp tục đổi mới tư duy, thay đổi nhận thức, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân như đại dịch COVID-19, an ninh năng lượng, lương thực, chống biến đổi khí hậu, góp phần tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển để huy động nguồn lực xây dựng đất nước, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, thúc đẩy các quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp, người dân, địa phương. Bên cạnh đó, cùng với việc chỉ rõ 5 hạn chế cần khắc phục, Thủ tướng đã nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm trong ngoại giao kinh tế. Trước hết là chúng ta phải đặt cái lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết trong cái hoạt động ngoại giao kinh tế này. Nhưng phải hài hòa cái lợi ích và chia sẻ cái rủi ro. Cái thứ hai là phản ứng chính sách phải nhanh và kịp thời hơn, chính xác hơn. Cái này rất là quan trọng bởi vì cái tình hình nó biến đổi rất nhanh. Anh chậm cái thì nó đã sang cái trạng thái khác rồi. Cái thứ ba, các biện pháp ngoại giao rồi phải thực tiễn hiệu quả, nhưng mà phải chân thành, phải tôn trọng, phải tin cậy,
thể hiện tinh thần ngoại giao cây tre của chúng ta, như đồng chí Tổng Bí thư nói đấy, gốc thì vững, thân thì chắc, mà cành thì uyển chuyển. Thứ tư là bám sát cái yêu cầu trong nước, rồi yêu cầu của người dân là doanh nghiệp, lấy người dân doanh nghiệp trung tâm thì bám sát vào như thế. Phải làm cái gì người ta cần, chứ không phải làm cái gì mình có. Cái thứ năm là phải xây dựng cái đội ngũ cán bộ ngoại giao nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học, công nghệ, rồi tinh thông về nghiệp vụ ngoại giao, rồi hiểu biết về luật pháp và có tâm có tầm. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm và nhiều nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động ngoại giao kinh tế, trong đó bao trùm nhất là phải tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chỉ thị 15 của Ban Bí thư về đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và kế hoạch hành động của Chính phủ. Đồng thời phải nắm chắc, dự báo tốt tình hình, triển khai có trọng tâm trọng điểm các lĩnh vực là xu thế của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, chip bán dẫn, cơ sở dữ liệu lớn, nghiên cứu thể chế các luật lệ, kinh nghiệm của các nước trong các lĩnh vực cụ thể mà nước ta đang gặp vướng mắc. Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế hợp tác với các nước chặt chẽ hơn, sát thực tế và tổ chức công việc phải hiệu quả hơn. Tập trung đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, khắc phục việc đứt gãy chuỗi sản xuất càng nhanh càng tốt. Chú trọng mở rộng các thị trường mới như Trung Đông, Châu Phi và Nam Mỹ. Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phát huy tính tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, địa phương trong triển khai ngoại giao kinh tế. Chiều nay, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh, một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công đề án 06 mang lại hiệu quả nhất cho người dân và doanh nghiệp là người đứng đầu phải vào cuộc quyết tâm, quyết liệt và trách nhiệm. Sau 2 năm triển khai, đề án 06 đã thu được nhiều kết quả tích cực, được tỉnh ủng hộ, đánh giá cao. Trong đó đã có hơn 11,2 triệu tài khoản và hơn 35,4 triệu hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai 38 trên 53 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm hàng năm trên 2.500 tỷ đồng. Đồng thời đã có hơn 10 triệu dữ liệu giấy phép lái xe, gần 17 triệu dữ liệu bảo hiểm y tế được tích hợp trên nền tảng định danh điện tử. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, cùng sự chung tay đồng hành, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong triển khai đề án 06. Thủ tướng nêu rõ 6 mặt được và khẳng định những kết quả rất cụ thể, thiết thực cho thấy việc triển khai đề án 06 là hoàn toàn đúng đắn, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh tế xã hội của người dân, doanh nghiệp. Qua đó đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy quản trị thông minh. Bên cạnh thành tựu là cơ bản, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra 6 tồn tại hạn chế như chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn chưa cao, công tác chỉ đạo điều hành nhiều nơi chưa thật sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, nhiều thủ tục hành chính chưa được cắt giảm. Thì tôi đề nghị những cái việc này là những cái việc mà nó tồn động dứt khoát là ta phải cắt thủ tục hành chính, mà cương quyết cắt thủ tục hành chính, cắt bằng hết, cắt bằng được, báo cáo với các ông chí thế, không để ra cái rườm rà cái thủ tục hành chính. Rồi là cứ sinh ra cái thủ tục hành chính là sinh ra cái xin cho, và sinh ra cái xin cho là sinh ra cái tiêu cực, tạo ra cái hệ sinh thái tiêu cực ở đây. Ở đâu mà người đứng đầu quyết liệt, người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm, quan tâm đến cái việc này thì nó suôn sẻ. Còn người đứng đầu mà cứ ngại ngùng, rồi ngại va chạm, rồi thấy khó, rồi bỏ thì làm sao mà làm được. Khó mấy cũng phải làm. Sau khi chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm, thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai đề án 06. Trong đó có nhóm nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, phiếu lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử, tiếp cận tín dụng. Thủ tướng yêu cầu 12 tỉnh có tên cụ thể sớm triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội qua hình thức không dùng tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an triển khai giải pháp để người dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, hiệu quả. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai phủ sóng viễn thông toàn bộ các điểm lõm để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng, hoàn thành trong quý 1 năm sau. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương tập trung giải quyết 10 nhiệm vụ chậm tiến độ, đẩy mạnh cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng nền tảng định danh điện tử.
triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình của đề án với chủ đề của năm 2024 là hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh triển khai đề án 06, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ trao giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 17 do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng và tổ chức. Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc được tôn vinh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, truyền thống chăm lo việc gây dựng nhân tài, tiến cử người hiện tài, tôn vinh và trọng dụng nhân tài luôn được ông cha ta quan tâm, chú trọng, kế thừa và phát triển qua bao thế hệ. Thủ tướng đánh giá cao giải thưởng Nhân tài đất Việt mang ý nghĩa khoa học và xã hội lớn, là sân chơi rộng mở để khẳng định tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các cá nhân, nhân tài Việt Nam, trong đó có những nhà khoa học chuyên và không chuyên, những nhà nông giỏi, luôn kiên trì tìm tòi, phát triển các phương tiện kỹ thuật mới, những người thợ lành nghề, luôn khát vọng vươn lên, không ngừng nâng cao năng suất lao động, qua đó thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học có giá trị cao, đặc biệt nhiều công trình đã vươn ra thị trường khu vực và thế giới. Đó là thành quả của những ngày đêm miệt mài nghiên cứu, ý chí, nghị lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tinh thần quyết tâm học tập thường xuyên, lao động cần cù, học đi đôi với hành, nghiên cứu khoa học và sáng tạo tri thức mới ngay trong quá trình học tập, sản xuất, lấy phục vụ dân sinh là mục đích hoạt động của mình. Nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo thì không có giới hạn và đúng là cũng không có tuổi tác. Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã góp phần khẳng định với khu vực, thế giới về trí tuệ Việt Nam, sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, tiềm năng Việt Nam và con người của Việt Nam. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp ngành địa phương triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về thu hút và trọng dụng nhân tài, chủ động triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận hệ thống giáo dục mở. Thủ tướng nhấn mạnh, với hàng trăm nghìn người trở thành công dân học tập mỗi năm, đất nước sẽ có một kho tàng lớn về tài năng, sẽ có tài nguyên trí tuệ dồi dào để xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng ngày càng cao. Thủ tướng đề nghị các cá nhân, tập thể tham gia và được vinh danh tại Giải thưởng Nhân tài đất Việt luôn phấn đấu học tập, nghiên cứu để sáng tạo nhiều sản phẩm khoa học mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về tăng cường đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó nêu rõ, trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, ban hành các cơ chế chính sách, chương trình, đề án về vấn đề này. Tuy nhiên, việc thực hiện ở một số nơi chưa tốt, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, học tập của các em. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, địa phương chỉ đạo rà soát việc thực hiện các bữa ăn cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với các em. Xử lý nghiêm các tập thể cá nhân nếu có vi phạm, đồng thời tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện chính sách về giáo dục dân tộc, công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích tại trường học. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá, huy động các nguồn lực để đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh môi trường và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh tại trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách ở các cấp quản lý. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, dự hội nghị ngoại giao lần thứ 32. Các đại sứ bày tỏ vinh dự và tự hào khi thời gian qua được đóng góp vào hoạt động đối ngoại của Quốc hội diễn ra rất sôi động và được nâng lên về chất,
phát huy mạnh mẽ nét đặc trưng, vừa mang tính đối ngoại nhà nước, vừa mang tính nhân dân sâu sắc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các hoạt động đối ngoại này đã đưa ngoại giao nghị viện trở thành một kênh chính trị đối ngoại quan trọng hàng đầu, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. Trong hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương, Quốc hội cũng đã tham gia đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung và khởi xướng và dẫn dắt các sáng kiến mới tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế, khu vực. Nổi bật gần đây là Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cán bộ đối ngoại tiếp tục phát huy trường phái đối ngoại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về tiếp tục nâng tầm ngoại giao nghị viện. Mong các đồng chí cần quan tâm triển khai kênh đối ngoại Quốc hội đồng bộ với tất cả các cái kênh khác, tạo nên sức mạnh đối ngoại tổng hợp của quốc gia, đồng thời tiếp tục vun đắp quan hệ giữa Quốc hội ta với cơ quan lập pháp của nước sở tại, quan hệ tốt đẹp với các liên minh nghị sĩ hữu nghị, cá nhân các nghị sĩ có uy tín, coi đó như là vốn chính trị của chúng ta trong quan hệ với các nước sở tại. Tiếp tục phát huy thế mạnh của kênh đối ngoại Quốc hội là đại diện cho người dân, cần đẩy mạnh kết nối giao lưu mềm về văn hóa, xã hội, giáo dục, thanh niên, du lịch, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, người dân với người dân và địa phương với địa phương. Công chí nhấn cho cái ý địa phương này. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả tích cực của công tác đối ngoại, đi cùng với nâng tầm quan hệ đối ngoại nghị viện với các nước, khẳng định trong đó có đóng góp quan trọng của các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ về một số vấn đề tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi. Nhấn mạnh tầm quan trọng của luật đất đai trong hệ thống pháp luật, đời sống kinh tế, xã hội cũng như sự phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự án luật này đã được Quốc hội cho ý kiến tại 3 kỳ họp. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã tiếp tục cân nhắc thận trọng nhiều mặt, quyết định xem xét thông qua dự luật tại kỳ họp gần nhất để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của luật sau khi được ban hành. Khi cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, còn tới 27 nội dung, nhóm nội dung có ý kiến khác nhau hoặc trình nhiều phương án khác nhau. Nhưng đến nay, chỉ còn 3 nội dung có ý kiến khác nhau, 3 nội dung đề nghị chính phủ báo cáo làm rõ hơn, có ý kiến chính thức và thiết kế phương án cụ thể. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý các nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh 4 nguyên tắc nền tảng cần tiếp tục quán triệt. Đó là phải tuân thủ hiến pháp, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về đất đai, nhất là Nghị quyết 18, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 như Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi. Đồng thời, phải thực hiện đúng quan điểm của Trung ương tại Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Hôm nay tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế và triển khai chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả đạt được, nhấn mạnh lực lượng công an tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh kinh tế, chủ động phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành và cấp ủy chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh kinh tế hiệu quả hơn. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm quan điểm bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh lợi ích quốc gia, thế chủ động chiến lược, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa. Tiếp theo là một số hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong ngày và sáng nay, hội thảo khoa học phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ hơn những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh miền núi Trung du phía Bắc, đề xuất các giải pháp phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc,
Đây sẽ là cơ sở khoa học phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới, xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ mới. Chủ trì hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao những kết quả các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước đạt được. Đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật về báo chí, quan trọng nhất là sửa đổi bổ sung luật báo chí năm 2016, hoàn thành quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, chú trọng tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước, về khát vọng quốc gia, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt việc tốt, kiến tạo dòng thông tin tích cực chủ lưu, lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt định hướng dư luận về những điều tốt đẹp trong xã hội. Cùng ngày đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chiều nay tại cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Hàn Quốc Cho Kyung Ho, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị hai bên quan tâm hơn nữa trong triển khai những thỏa thuận đạt được tại đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam Hàn Quốc lần thứ hai, đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện hơn nữa cho các mặt hàng nông, thủy sản, trái cây của Việt Nam vào thị trường nước này, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm. Nhân dịp Giáng sinh năm 2023, sáng nay đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và Giáo sứ Phúc Lãng tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đánh giá cao sự đóng góp của các giám mục, linh mục, tu sĩ đã đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, vận động nhân dân triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Mong muốn các vị giám mục, linh mục chỉ dẫn đồng bào Công giáo trên địa bàn tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, tích cực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Thăm cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lực lượng vũ trang của tỉnh tiếp tục nắm chắc địa bàn, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, quân khu 2, xây dựng kế hoạch về quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng. Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 10 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 500 triệu đồng, tặng quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 200 suất quà cho quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng và đặc biệt là trong năm nay, đối ngoại quốc phòng được triển khai toàn diện, sâu rộng và tạo nhiều dấu ấn trong quan hệ quốc tế. Công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục thể hiện tính chủ động, linh hoạt là điểm sáng trong triển khai chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của đất nước nói chung và quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế. Lần đầu tiên quân đội Việt Nam được điều động cùng với lực lượng công an hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa động đất. Không nề hà thời tiết khắc nghiệt, điều kiện khó khăn, các chiến sĩ Việt Nam lăn xả cứu hộ cứu nạn các nạn nhân, lan tỏa hình ảnh đẹp tại Thổ Nhĩ Kỳ và trên trường quốc tế. Còn đây là hình ảnh tại ABA của châu Phi, khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Những chiến sĩ công binh Việt Nam sửa chữa thuyền giúp người dân, mở đường, làm các công trình công cộng, trường học, sân chơi. Đi đến đâu, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và những chiến sĩ Việt Nam đều để lại tình cảm tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Chúng ta được đánh giá cao về tính chuyên môn, tính chuyên nghiệp, rồi khả năng thích ứng cao ở trong cái môi trường đa quốc gia, một môi trường với một cái dịch bệnh mà chúng ta đều vượt qua tất cả. Triển lãm quốc phòng Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12 năm ngoái, với sự tham gia của 52 đoàn khách quốc tế là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội của 30 nước. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã trải qua 7 kỳ gặp gỡ trao đổi thông tin. Giao lưu đối ngoại quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia cũng lần đầu tiên vừa được tổ chức vào tháng 12 này. Hợp tác quốc tế, hợp tác cửa khẩu, bảo vệ biên giới, tăng cường an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra chung là những hoạt động được ưu tiên và sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Chủ động tăng cường công tác nghiên cứu dự báo,
tham mưu chiến lược trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, nhất là việc điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, việc xác định đối tượng, đối tác hay sự cạnh tranh địa chính trị, chiến lược của các quốc gia, để chúng ta luôn luôn không bị động bất ngờ trong bất cứ tình huống nào. Xuất phát từ đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nhằm mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trong thời gian tới, đối ngoại quốc phòng Việt Nam xác định nhiệm vụ tiếp tục thực hiện bảo vệ Tổ quốc từ xa. Căng thẳng tại Biển Đỏ, tuyến vận tải huyết mạch Đông Tây của thế giới chưa có dấu hiệu lắng dịu. Lực lượng Houthi vào ngày hôm qua đã phát đi cảnh báo sẽ mở rộng mục tiêu tấn công trên Biển Đỏ nếu như Mỹ tiến hành các chiến dịch chống lại lực lượng này. Tuyên bố được phát đi trong bối cảnh đã có hơn 100 tàu chở hàng phải thay đổi lộ trình tránh đi qua Biển Đỏ trong những ngày vừa qua. Các cuộc tấn công trên Biển Đỏ làm gia tăng tâm lý lo ngại, thương mại quốc tế có nguy cơ gián đoạn khi vừa chớm phục hồi sau đại dịch COVID-19. Sau khi một số tàu bị tấn công, ngày càng nhiều tàu chở hàng quyết định điều chỉnh lịch trình và chi phí vận chuyển. Theo giới phân tích, những quyết định này được cho là sẽ gây tác động đối với hoạt động thương mại toàn cầu. Mức độ tác động tùy thuộc vào thời gian khủng hoảng tiếp diễn. Nếu khủng hoảng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, người tiêu dùng sẽ không nhận thấy điều gì, có thể ngoại trừ giá năng lượng tăng cao. Nó sẽ chỉ là tạm thời. Nếu kéo dài lâu hơn, chúng ta sẽ thấy lạm phát tăng trở lại. Những tổn thất về chi phí bảo hiểm do điều chỉnh lộ trình và sự chậm trễ hàng hóa là những tác động trực tiếp trước mắt. Ước tính chi phí để một tàu cỡ lớn chở dầu thô đi qua kênh đào Suez từ châu Âu tới Trung Đông đã tăng 25% trong một tuần. Chi phí vận chuyển một container từ Trung Quốc đến Địa Trung Hải trong tháng 12 đã tăng 44% đến mức $2,413. Giá cước vận chuyển container đã tăng lên. Chúng đã tăng lên mức cao nhất vào năm 2023. Dù mức giá này là thấp so với khủng hoảng chuỗi cung ứng thời COVID, nhưng vẫn cao hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm 2023. Không chỉ cước tăng, mà thời gian vận chuyển cũng tăng sau khi nhiều hãng vận tải biển đã thay đổi hành trình. Nhiều hãng tàu biển lớn như Hapag-Lloyd, MSC và Maersk hay các công ty dầu mỏ hàng đầu gồm BP và Frontline đều thông báo sẽ tránh di chuyển qua tuyến đường biển này, điều chỉnh hướng lộ trình sang phía mũi Hảo Vọng ở miền Nam Châu Phi. Người dân Hàn Quốc và Trung Quốc đang trải qua đợt giá rét kỷ lục, nhiệt độ ở nhiều nơi xuống dưới điểm đóng băng của nước. Thời tiết giá rét đang bao trùm khắp đất nước Hàn Quốc do ảnh hưởng của sóng lạnh từ Bắc Cực. Với nhiệt độ trung bình ở Seoul dao động trong khoảng từ âm 22 độ đến âm 14 độ C. Sáng nay là sáng buốt giá nhất mà người dân tại thủ đô Hàn Quốc trải qua trong mùa đông năm nay. Từ tối qua, cơ quan khí tượng Hàn Quốc cũng đã ban bố cảnh báo rét đậm tại nhiều khu vực, đồng thời nâng cảnh báo tuyết rơi dày lên mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo gồm 4. Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã bước vào một đợt rét đậm kéo dài nhiều ngày và được ghi nhận là tháng 12 lạnh nhất trong 40 năm qua. Cơ quan khí tượng Thượng Hải dự báo nhiệt độ thấp nhất ngày hôm nay dao động từ âm 4 đến âm 6 độ C tại các vùng ngoại ô. Nhiệt độ trên toàn thành phố sẽ tiếp tục dưới ngưỡng 0 độ C trong suốt cả ngày. Đợt rét đậm hiện nay là bất thường đối với thành phố này. Các nhà khoa học của trường Đại học La Trobe của Australia mới đây đã đạt được bước đột phá đầu tiên trên thế giới trong điều trị bệnh sốt rét. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra các iBody mới giúp bảo vệ các tế bào của con người trước sự xâm nhập của sốt rét cũng như các loài ký sinh trùng liên quan. iBody được mô tả là một loại protein của con người thuộc nhóm kháng thể thế hệ tiếp theo. Do đó, công nghệ iBody mới mang lại cơ hội xây dựng một phương pháp hiệu quả để điều trị bệnh sốt rét. Thể thao và du lịch, ngành du lịch Việt Nam năm nay đã đạt mục tiêu đón từ 12,5 cho đến 13 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 108 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt trên 3,3% so với kế hoạch năm 2023. Hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét hơn
trên bản đồ thế giới, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Lần đầu tiên có thể xác định khá chính xác cấu trúc nền móng và hình thái tổng thể của Điện Kính Thiên, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng chục móng cột lớn, cho phép tính toán ra hình ảnh tổng thể của Điện Kính Thiên bao gồm 9 gian, có diện tích là gần 1.500 m². Việc xác định được chính xác kích thước Điện Kính Thiên trong lần khai quật này mở ra cơ hội phục dựng lại Điện Kính Thiên trong tương lai không xa. Căng thẳng tại Biển Đỏ, một phần của tuyến vận tải huyết mạch Đông Tây của thế giới chưa có dấu hiệu lắng dịu. Lực lượng Houthi vào ngày hôm qua đã phát đi cảnh báo sẽ mở rộng mục tiêu tấn công trên Biển Đỏ nếu Mỹ tiến hành các chiến dịch chống lại lực lượng này. Các cuộc tấn công trên Biển Đỏ làm gia tăng tâm lý lo ngại rằng thương mại quốc tế đứng trước nguy cơ tiếp tục gián đoạn khi chỉ vừa chớm phục hồi sau đại dịch COVID-19. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin. Xin kính chào, tạm biệt.